này mình luộc sơ rồi đó nha mọi người, quyết đó. Đó, cái này là nhờ chứ thế tươi á. Mình lấy ra mình lọc xương luôn. Cái cá mình cắt ra vậy nha. Với mắm me mình để ớt nha. Có đường nha mọi người, không có đường chua lắm với nước mắm. Này là hành tím với tỏi á, mình sắc kiểu khác á mọi người. Này là cá mình lấy xong xương. Khô như vậy nè mọi người, màu lên đẹp như vậy là thơm rồi đó, tại mình có hành phi đầy đủ. Giờ sau mình với hụt vịt ra mình múc bún á, mới đập hột vịt vô bún. Giờ mình vớt ra mọi người, phải ngâm nước lạnh nó mới đập, nóng lắm. Cơm trái nè, cơm trái tròn có tặng sốt á, cái sốt à. Mình cũng ít có ăn có sốt nè, mời mọi người. Dạ mình quay bún cá.
Mình mời mọi người nha, giờ mình ăn. Nhưng mình bún mình mua bốn trứng này mọi người. Kiểu không có tiền thối sao được cho thêm hai trứng này. Còn nóng ha. Bữa mình mua chạy vòng vòng mọi người. Trời ơi. Giờ nó hình như là nó tanh lắm mọi người. Mọi người á. Để mình lột trứng này. Biết trứng này cũ hay sao mọi người, hay là luộc lâu quá nứt á. Nhớ ngày nhỏ mình hay luộc nhãn, lột nhãn như nè mọi người. Ơ được luôn mọi người ơi. À, để mình thử lột hết này nha, mình thử lột được không á. Nó xịt nước rồi bể mọi người, hết giống trái nhãn hồi nhỏ rồi, trái nhãn tuổi thơ. Món này sao mà nó trứng cút và trứng hộp vịt lộn, mình so sánh cho mọi người xem. Nó cũng có y chang nhau hết luôn á. Này kiểu nó ung mọi người, chắc dại vậy á, nhìn nó quái quái, nó bị gì vậy.
không ăn cay nha mọi người, hôm nay ăn cay tại vì đi nó mụn á.